Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Phong cảnh Thế giới. Dubai được biết đến với những khu mua sắm sang trọng, với kiến trúc hiện đại và khung cảnh cuộc sống về đêm sôi động. Với Burj Khalifa, tòa nhà cao nhất thế giới, với bất động sản và du lịch đã thúc đẩy nền kinh tế và với những sự phát triển không ngừng của các dự án sáng tạo vượt bậc. Trung bình có 14 triệu lượt khách du lịch đến thăm Dubai mỗi năm. Một sự thật về Dubai đã cho chúng ta thấy chính xác tại sao nơi này lại nổi tiếng đến vậy. Nhắc tới Dubai là nói về cuộc sống sang giàu. Đây là video về những sự thú vị tại Dubai. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuộc sống tại nơi này. Đầu tiên, hãy lý giải một số thắc mắc. Dubai là một thành phố hay là một quốc gia? Đầu tiên, Dubai chắc chắn không phải là một đất nước, mà Dubai thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chính xác là một trong tổng số 7 tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Khái niệm Dubai mà chúng ta nhắc đến ngày hôm nay chính là về thành phố Dubai, thủ đô của tiểu quốc Dubai. Đây là biểu tượng cực kỳ quan trọng đối với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cần phải biết rằng vào những năm 1700, Dubai chỉ là một làng đánh cá và lặn ngọc trai nhỏ. Cho đến cuối những năm 1700 thì chỉ có khoảng 1.200 người đang sinh sống ở Dubai mà thôi. Nhưng mà phải đến những năm 1970 thì Dubai mới bắt đầu chuyển đổi từ khu vực sa mạc thành đô thị như ngày hôm nay. Dân số của Dubai vào năm 1930 chỉ là vào khoảng 20.000 người mà thôi. Và vào năm 2020 thì dân số của Dubai đã vượt ngưỡng 3 triệu người, quả là một quá trình phát triển cực kỳ thần kỳ của Dubai. Dubai đã được trao hơn 130 kỷ lục Guinness thế giới. Dường như là khi người ta giàu thì người ta luôn muốn làm những điều khác biệt với người khác để mà người khác cảm thấy ngưỡng mộ, và Dubai cũng vậy. Ở riêng Dubai thì đã có hơn 130 kỷ lục Guinness thế giới đã được tạo ra. Nó liên quan đến những công trình xây dựng, nó liên quan đến xe cộ, liên quan đến rất là nhiều những cái khác nhau trong cuộc sống hàng ngày cũng như là những người dân tại Dubai. Đặc biệt, nó luôn liên quan đến sự sang giàu. Nhưng lật lại quá khứ một chút, giả sử những năm 1968 chẳng hạn, đó là năm mà người ta thống kê được rằng chỉ có 13 chiếc xe đã được đăng ký ở Dubai mà thôi. Hoàn toàn khác so với khung cảnh bây giờ, với những siêu xe nối nhau lăn bánh trên đường. Từ 13 chiếc xe được đăng ký ở Dubai vào năm 1968, ngày nay đã có rất là nhiều những chiếc xe khác được đăng ký, và đến bây giờ, nếu như mà tính trên toàn UAE thì có gần 3 triệu ô tô đã được đăng ký. Và đến năm 1991 thì chỉ có một tòa nhà chọc trời duy nhất ở thành phố Dubai mà thôi. Đó là trung tâm thương mại thế giới Dubai, tòa nhà chọc trời duy nhất cách đây 30 năm. 3 thập kỷ sau thì đã có 215 tòa nhà chọc trời trên khắp thành phố. Cái gì của Dubai cũng phát triển, và ngay cả khi diện tích đất của Dubai cũng đã được tăng lên. Ban đầu thì Dubai có diện tích chỉ là 3.900 km², nhưng mà do họ đã cải tạo đất và xây dựng những cái đảo nhân tạo nên là tiểu vương quốc này đã tăng diện tích lên thành 4.114 km², và dân số chính xác của Dubai bây giờ là 3,5 triệu người. Lại có một sự thật thú vị nữa về dân số của Dubai, đó là có khoảng 85% dân số của Dubai là những người nước ngoài. Người ta đã ước tính rằng chỉ có khoảng 15% dân số của Dubai là những người Ả Rập mà thôi, trong khi đó đến 85% là những người nước ngoài. Đó hầu hết là những người công nhận xây dựng của những tòa nhà chọc trời. Họ nhập cư đến với UAE, nhập cư đến với Dubai, từ Ấn Độ, từ Pakistan, từ Bangladesh. Đó là những nước xuất khẩu rất là nhiều những lao động sang Dubai và UAE. Bởi vậy nên là sự phân chia về mặt giai cấp là rất lớn tại Dubai, với những công nhân nhập cư sống và làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt, phải thuê tiền nhà cao, giáo dục, y tế thì cũng không thực sự tốt. Còn tầng lớp thượng lưu này thì cũng kiếm được mức lương cực kỳ hấp dẫn, và đương nhiên là những người bản địa họ cũng có thu nhập là rất ổn định. Nói đến những người công nhân, nói đến quá trình xây dựng ở Dubai thì mình có đọc được rất là nhiều bài báo nói rằng Dubai từng có đến 24% số lượng cần cầu trên thế giới. Đó là thời điểm bùng nổ của bất động sản vào năm 2006. Khi đó thì có một bài báo đã nói như thế này: 30.000 trong tổng số 125.000 số cần cầu xây dựng trên thế giới này đang ở Dubai. Đó là những gì mà bạn thường tiếp cận được. Tuy nhiên, bây giờ thì người ta đã nhìn nhận lại, theo những con số ước tính chỉ có khoảng từ 2 đến 3% số lượng cần cầu xây dựng là ở Dubai mà thôi. Vì vậy, con số 24% vẫn được nhắc tới như là một huyền thoại về quá trình xây dựng và phát triển, và có thể khiến nhiều người hiểu lầm. Dubai đã nổi tiếng với tòa nhà chọc trời Burj Khalifa và còn nổi tiếng với các hòn đảo hình cây cọ. Riêng về hai câu chuyện này thì mình đã đề cập rất là nhiều ở những video khác cũng ở trên kênh YouTube này rồi, và bạn nào chưa xem thì có thể tìm lại xem ở video này nhé. Chuyển sang cái phần chính của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về siêu xe và sẽ nói về vàng. Ở Dubai, nói về siêu xe thì hãy đề cập đến đội xe của cảnh sát. Đội xe gồm có rất là nhiều siêu xe, gần như ở trên thế giới có siêu xe gì thì đội xe cảnh sát của Dubai đều có xe đó. Có thể kể đến những chiếc xe như Lamborghini có khả năng tăng tốc độ từ 0 cho đến 100 km/h trong vòng 2,9 giây và có công suất động cơ là 690 mã lực. Chắc chắn là chẳng có tên tội phạm nào có đủ khả năng tăng tốc độ như vậy để mà trốn thoát được. Sách kỷ lục của Guinness Thế giới cũng đã chính thức ghi nhận Dubai sở hữu xe cảnh sát nhanh nhất thế giới. Đó là một chiếc Bugatti với tốc độ lên đến hơn 410 km/h.
Nghe thì có vẻ hơi quá, nhưng mà ở Dubai thì siêu xe tràn ngập trên đường phố, và đó cũng là chuyện rất là bình thường mà thôi. Và chiếc xe này được mua với giá là 1,6 triệu đô la Mỹ. Đội xe của cảnh sát Dubai thì thường xuyên có chắc chắn là trên dưới 20 chiếc xe như vậy và luôn được mua sắm thêm. Ngoài những chiếc siêu xe như đã đề cập thì còn có những siêu xe khác của Bentley, của Ferrari, của Mercedes, vân vân và vân vân. Những chiếc xe này thì có giá dao động từ khoảng vài trăm nghìn đô la Mỹ cho đến gần 2 triệu đô la Mỹ. Không chỉ có siêu xe, cảnh sát Dubai còn sở hữu một đội xe mô tô, trong đó cả dòng xe motorbike. Đội xe của cảnh sát Dubai thì được sơn hai màu trắng và màu xanh lá cây đậm, có gắn đèn hiệu. Trên mỗi xe đều in địa chỉ trang web và địa chỉ email của lực lượng. Ngoài ra, cảnh sát Dubai cũng là một trong những lực lượng đầu tiên trên thế giới sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS để tìm xe bị mất. Có một lầm tưởng như thế này, chúng ta nói về những cái quốc gia, những cường quốc dầu mỏ thì luôn có một câu cửa miệng là giá xăng rẻ như là giá nước. Nhưng mà mình tìm hiểu thì giá một lít xăng ở Dubai tùy từng loại sẽ dao động khoảng 1 đô la, và giá nước lọc thì vẫn đắt hơn giá xăng. Ở Dubai, các đại gia ngoài chơi siêu xe thì lại còn chơi gì nữa? Họ chơi thú cưng theo kiểu mới. Ở đây thì có rất là nhiều người nuôi những cái loại như là hổ, báo, sư tử. Sở thích nuôi những cái con vật hoang dã của giới nhà giàu Dubai là một hành động chứng minh sự giàu có, sự quyền lực của họ. Bên cạnh những con như là báo đốm, như là sư tử thì người ta thậm chí là còn nuôi cả con lười, con tinh, vân vân và vân vân. Nói chung là các con gì độc lạ thì đều được nuôi ở Dubai cả. Tuy nhiên, theo CNN, năm 2017 thì chính quyền của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã ban hành lệnh cấm nuôi giữ và thần hóa động vật hoang dã. Mức phạt dành cho những người vi phạm là khoảng từ 136.000 đô la Mỹ hoặc thậm chí là bỏ tù. Cái quy định này được ban hành sau khi mà UAE và cả Dubai nữa đã phải chịu rất là nhiều sức ép từ những nhóm bảo vệ động vật hoang dã trên toàn thế giới. Dubai cũng có những khách sạn sang trọng nhất thế giới, đó là khách sạn Burj Al Arab của Dubai. Nổi tiếng với độ xa xỉ, với độ tráng lệ bởi những phòng khách sạn rộng bát ngát. Những cái phòng này thì có nội thất được sắt vàng, sử dụng đá cẩm thạch, có những ly cà phê phủ vàng khiến du khách được trải nghiệm cảm giác họ thực sự là thượng đế, là ông hoàng, được là bà chúa. Đây được mệnh danh là một trong những khách sạn xa xỉ nhất thế giới. Với độ cao là 321 mét thì Burj Al Arab được sách kỷ lục UNESCO ghi nhận là khách sạn cao nhất thế giới. Khách sạn này tương đương với một khách sạn 7 sao và có 202 phòng ngủ xa xỉ. Trong đó, căn phòng nhỏ nhất đã có đến diện tích là 169 m2, căn phòng rộng nhất là phòng hoàng gia với diện tích lên đến 780 m2. Những căn phòng này được thiết kế với gam màu ấm áp, đầy đủ tiện nghi, sang trọng, có cửa sổ nhìn ra bờ biển tuyệt đẹp. Các vận dụng trong phòng đều được dát vàng và sử dụng đá cẩm thạch nên là tạo nên sự quý phái mà bất kỳ vị khách nào cũng phải hài lòng. Khách sạn Burj Al Arab có nổi tiếng là nơi tạo ra tách cà phê cappuccino có tên là The Ultimate Gold Cappuccino. Cái ly cà phê này được phủ một lớp bụi vàng 24 carat nhỏ li ti. Và trên thực tế thì chúng ta biết rằng vàng thì không có hương vị. Nhưng mà người Dubai và cả những du khách đến với đây du lịch đều có thể bỏ ra từ hàng ngàn cho đến hàng chục ngàn đô la Mỹ để thưởng thức các món ăn làm từ vàng, các món ăn dát vàng này. Và những người đến đây để uống cà phê không phải là cà phê có vàng ngon hơn là cà phê ở những chỗ khác, mà đơn giản là muốn thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp và sự giàu có của bản thân. Check in cùng với một ly cà phê bằng vàng còn gì tuyệt vời hơn. Người Dubai rất là yêu vàng, và bạn có muốn mua một ít vàng khi đến với Dubai không? Có những cây ATM vàng ở Dubai phân phối cả vàng miếng luôn, hoặc là ghé thăm chợ vàng nổi tiếng ở Dubai, một khu chợ truyền thống với hơn 380 nhà bán lẻ. Nhưng mà điều thú vị nhất ở Dubai khi nói về tình yêu vàng của họ, đó là họ đang giữ kỷ lục thế giới về việc làm sợi dây chuyền vàng dài nhất hành tinh. Sợi dây chuyền này được làm bằng 256 kg vàng thật, gồm có 4 triệu mắt xích, dài đến hơn 5,5 km, chính xác là 5.522 m, và do 100 thợ thủ công làm liên tục trong vòng 45 ngày. Một sợi dây chuyền vàng dài như thế này thì không biết bao nhiêu người đeo cho nó đủ. Dubai cũng có biệt danh là thành phố vàng, với chợ vàng như đã đề cập. Đây là chợ vàng rất lâu đời và là khu kinh doanh vàng sầm uất nhất trong các chợ cổ. Người ta nói rằng đến đây bạn có thể mua vàng giống như là cách mà bạn mua rau cỏ ngoài chợ vậy. Đây được đánh giá nơi tốt nhất để mua vàng ở Dubai và ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa. Một số cây vàng ở đây đã kinh doanh trong hơn 4 thập kỷ và theo ước tính có khoảng 10 tấn vàng đang được buôn bán, đang được kinh doanh ở chợ. Dubai cũng có những cuộc đua lạc đà bằng robot rất giống với Qatar phải không nào? Đua lạc đà là một trong những bộ môn thể thao được yêu thích nhất tại các quốc gia vùng vịnh để ngăn chặn trẻ em bị lợi dụng bởi kích thước nhỏ bé của chúng. Cưỡi trên lưng lạc đà và đua với lạc đà thì những con robot nhỏ hiện nay đã được phát triển. Nó sẽ được gắn trên lưng lạc đà và có những cái roi. Sau đó thì người ta có thể sử dụng những cái điều khiển từ xa để giúp con robot này quất roi lạc đà. Dubai cũng có trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Đó là trung tâm thương mại với hơn 1.200 cửa hàng, có một sân trượt băng, có một khách sạn sang trọng và có hơn 120 địa điểm để ăn những món ăn tuyệt vời. Tại Dubai có những tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới. Đây chắc hẳn là một nơi giúp bạn trải nghiệm cảm giác mạnh một cách tuyệt vời. Và cuối cùng thì Dubai có một đài phun nước lớn nhất thế giới.
Đó là đài phun nước nằm trên hồ Burj Khalifa với hơn 6.000 đèn chiếu sáng, 25 máy chiếu màu các loại và nước có thể phun đến độ cao là 150m. Đài phun nước tạo ra những màn trình diễn tuyệt vời đi kèm với một loạt những bản nhạc cổ điển và đương đại. Và nên lưu ý rằng Dubai còn có hơn 130 kỷ lục Guinness khác nhau trên thế giới. Bởi vậy là nếu mà ngồi kể, có ngồi kể đến sáng mai có lẽ là vẫn chưa hết những câu chuyện về các kỷ lục tại Dubai. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này của Vòng Quanh Thế Giới. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng ngần ngại hãy dành tặng Vòng Quanh Thế Giới một like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.